bé sơ sinh bị bỏ trong túi nylon, treo trên xe máy. Thông tin với phóng viên Dân Trí vào sáng ngày 11 tháng 6, ông Nguyễn Tấn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 6, người dân xã Tịnh Bắc phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, treo trên xe máy. Vào thời điểm đó, người dân nghe tiếng khóc phát ra từ túi nylon treo trên xe máy của một người dân tại ngã ba Tịnh Bắc. Kiểm tra chiếc túi thì phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn, trên người không có quần áo. Người dân đã báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương, đồng thời đưa cháu bé đến cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe. Bước đầu xác định cháu bé bị bỏ rơi, cháu được treo trên xe của một người dân dựng bên đường. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt đưa cháu đến trung tâm y tế, đồng thời lập biên bản sự việc, ông Linh thông tin. Vào thời điểm được phát hiện, cháu bé vẫn còn tỉnh táo. Sau khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để được chăm sóc tốt hơn. Hiện cháu bé đang được một cá nhân hảo tâm chăm sóc, cùng với đó, rất nhiều người dân Quảng Ngãi đã chung tay hỗ trợ quần áo, sữa cho cháu bé. Quốc Triều, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.